HB Shop xin thân chào các bạn. Lúc này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng sản phẩm, đó là tay cầm điện thoại, hay là các bạn thường gọi là giá đỡ điện thoại các bạn. Đó, dòng microphone stand nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình khui cái hộp này thử để các bạn xem nha. Thì ở đây thứ nhất nó có một cái tay kẹp điện thoại nè, các bạn thấy không? Đó, thì chúng ta kẹp một số cái dòng điện thoại như 4 inch, 5 inch hoặc là 6 inch trở lên nha. Và thứ hai nó là cái trục kéo dài. Đó, đây một cái co để kết nối với cái tay kẹp điện thoại ở đây. Và thứ ba nó là một cái đế, thì mình cầm lên nó khá là nặng nha các bạn. Rồi bây giờ mình lắp thử cho các bạn xem nha. Đây chúng ta dặn vào đây. Nó là chúng ta sẽ bắt cái tay điện thoại vào, chúng ta dặn cái này ra nè, sau đó chúng ta để cái cục tròn này chúng ta đè sát vào lại đó, các bạn thấy không, chúng ta đè sát vào đó, sau đó chúng ta vặn cái siết ốc vô để cho nó giữ chắc cái điện thoại nè, các bạn thấy chưa đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ vặn cái khớp này vào. Đó, chúng ta dặn siết vào nó như thế này đây các bạn. Đó, thì ở đây chúng ta có thể tháo ra và chúng ta dặn ốc này ngược ra nè, chúng ta có thể nâng cái trục điện thoại nó cao hơn nữa các bạn. Đó, dài hơn thêm một chút nữa, khoảng 10-30 khoảng 35 cm nữa ha. Đó, còn nếu chúng ta cần ngắn thì chúng ta đẩy vào và chúng ta khóa lại. Đó, thì cái cây nó như thế này đây các bạn. Các bạn thấy chưa? Khá là tiện lợi. Rồi các bạn nào cần sản phẩm này thì liên hệ với mình nha. HB Shop thân chào các bạn.